Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, miệt mài, những con giáp sau đây được dự đoán sẽ có thu nhập rủng rỉnh trong tháng 2, nhuận âm lịch. Thu nhập tăng lên, lo lắng tan biến và nhiều điều bất ngờ và tốt lành sẽ đến với họ. Đó là những con giáp nào? Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây. Con giáp tuổi tuất theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi tuất đa phần đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ, làm việc nghiêm túc, có chủ kiến và không thích dựa dẫm vào người khác. Con giáp này cũng là người trung thực, có sao nói vậy. Họ sống ngay thẳng, có phong thái, khí chất riêng. Cũng bởi vậy mà dù xuất phát điểm thấp, nhưng họ sẽ từng bước vươn lên, đạt được những thành công như mong đợi. Bắt đầu từ tháng 2 nhuận âm lịch, người tuổi tuất nhận được nhiều lộc tài, thu hái, bộn tiền, trong công việc, dù gặp phải khó khăn, nhưng họ cũng sẽ gặp được người tốt giúp đỡ. Người tuổi này làm kinh doanh cũng giàu sang, như ý. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên đánh giá cao về năng lực, từ đó có thể được tăng lương tăng thưởng. Con giáp tuổi tuất thăng tiến về mọi mặt, dù gặp phải khó khăn gì, họ cũng sẽ vượt qua và đạt được thành quả như mong đợi. Con giáp tuổi tỵ theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ vừa khôn ngoan vừa có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc. Dù gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống, họ vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Con giáp này khôn khéo trong giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hữu hảo, họ là một trong những con giáp có nhiều bạn bè nhất. Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ. Từ tháng 2 nhuận âm lịch, vận may của người tuổi Tỵ ngày càng tăng cao, nhiều cơ hội làm ăn phát tài đến với con giáp này những người ốm đau bệnh tật cũng dần hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường. Con giáp này được tận hưởng một cuộc sống bình yên, ít phiền muộn hơn. Trong tương lai, người tuổi tỵ làm ăn kinh doanh tài lộc tăng lên nhanh chóng, hàng hóa bán chạy, cuộc sống của họ ngày càng vui vẻ, không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Còn giáp tuổi hợi, theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi hợi sống nhân hậu, tình cảm và bao dung. Con giáp này sống chân thành, không tham lam, không vì tiền tài, lợi nhuận mà bất chấp tất cả. Cũng bởi vậy mà người tuổi hợi có nhiều kẻ yêu, người mến. Bắt đầu từ tháng 2 nhuận âm lịch, Bắt đầu từ tháng 2 nhuận âm lịch, người tuổi Hợi có nhiều cơ hội vươn lên trong sự nghiệp. Tài vận của họ dần tăng lên, người tuổi này làm công ăn lương sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, nhận thêm các công việc dự án mới để tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, người đi làm xa thì công việc thuận lợi, thu nhập khả quan, người làm công ăn lương cũng sớm tất toán nợ nần, ký thêm được nhiều những hợp đồng quan trọng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Thưa quý vị, trên đây là những con giáp có khả năng kiếm được bộn tiền trong tháng 2 nhuận âm lịch này. Thông tin mà chúng tôi mang đến chỉ mang tính chiêm nghiệm và tham khảo, nên hy vọng quý vị và các bạn hãy tiếp nhận một cách cởi mở. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.